Rồi, cảm ơn câu chuyện câu hỏi của bạn rất nhiều. Tiếp theo mời anh Nguyễn Đức Hiền đúng không ạ? Thấy giơ tay từ nãy đến giờ. Nguyễn Đức Hiền, Nguyễn Đức Hiền thấy giơ tay ạ. À? Xin mời ạ. Anh Đức Hiền không bật mic thì xin mời vâng ạ, xin mời chú Minh Hòa, à anh Minh Hòa đúng không ạ? Không có tôi Lâm À, Lâm à? và Vâng, xin mời ạ. tôi chào chị Thủy nhé, chào gia đình sinh viên nhà mình ạ. Tôi có tên là Lâm, tôi đến từ Hà Giang, tôi muốn Cái tiền nhờ vừa chị bị Thủy ai là khóa mic ra mới chia mở sẻ được. những chia sẻ với bạn. À thế à, vâng. Được. Ok, vậy anh Được Hiền rồi, mình ạ. anh Lâm hỏi đi ạ. Anh Truyền Lâm lại cho anh Lâm trước ạ. vâng. Tôi thì có người quen cũng ở gần xóm thì anh ấy bị chị ngoại cũng được 5 năm nay rồi chị ạ. Thì tôi cũng rất mong là chị cũng cùng với lại gia đình CVD nhà mình cùng chia sẻ giúp ạ. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Lâm. À, cả nhà mình có ai trải nghiệm sản phẩm CVD có kết quả về vấn đề về chị ngoại thì chia sẻ, bật mic lên chia sẻ cho anh Lâm được không ạ? Tôi Vâng, xin mời tôi ạ. vâng, cô Trương Nhị xin Vâng, chào, cảm ơn cô Nhí. xin chào Hà Thị, xin chào tất cả cô chú anh chị em trên Zoom. Thì nghe đến cái bệnh trĩ thì nhà tôi cũng có cái kết quả, thế nhưng mà thực sự là ông xã nhà tôi bị cái bệnh này mấy năm nay, nhưng mà ông ấy cứ tự đi lấy thuốc, ông ấy không nghĩ đến, cái không nói cho vợ con biết thì cũng không biết là ông ấy bị cái bệnh trĩ. Thì sau khi ông bị cái bệnh xương khớp mới lại thoát thoái hóa các thứ đấy, nhiều bệnh lắm, thì chỉ biết là những cái bệnh mà mình phát hiện ra thôi. Còn cái bệnh trĩ của ông ấy ra thì cứ thấy hàng ngày ông ấy, mình đi lao động suốt thì cũng chẳng biết là chồng bị, chồng cũng không nói, tự đi lấy thuốc nam thuốc ấy về, thế nhưng là không có giải quyết được. Sau khi sử dụng cái sản phẩm về xương khớp thôi, nhưng mà xương khớp thì bị hơn 40 năm, thì chỉ cái dùng cái đấy và dùng thêm cái dầu ba sam với lại glucomin dùng tăng lên, thì sau 3 tháng thì tự nhiên thấy ông ấy bảo ôi cái trĩ của tôi bây giờ không thấy da nữa. Thế thì mới phát hiện ra là ông có bệnh trĩ. Thì cũng dùng cái sản phẩm này ấy, nó thật sự là nó có cái tác dụng rất là tốt. Khi mà dùng bệnh này thì nó còn được cả bệnh kia, bởi vì ông xã nhà tôi bị hơn 40 năm khớp thì đã dùng cái liệu trình về xương khớp ấy rất đầy đủ luôn. Và trong khi đó dùng Nocumin tăng lên và cái dầu ba sam, thì trong Zoom người ta cũng nói là lấy cái dầu đấy khi mà vệ sinh sạch đi thì cũng xoa, thì nó tự nhiên sau 3 tháng thì nó đã không thấy bị nữa. Thì thấy ông ấy khoe như vậy thì tôi cũng chồng khoe mà không dám lên Zoom chia sẻ, thì tôi cũng lên chia sẻ. Thế thì ai vừa mới hỏi bị bệnh trĩ ngoại phải không? Vâng ạ, bị bệnh chính ngoại ạ. Vâng, thế thì Tôi rất có câu hỏi là chú nhà cô là bị lâu chưa ạ? chú Bị nhà chính cô ngoại. ở bị mấy năm rồi, bị mấy năm rồi, thế nhưng mà thực sự là ông ấy không có nói cho vợ con biết đâu, ông tự đi lấy thuốc lấy diếc, thì bởi vì ông ấy nhiều bệnh quá, ông ấy bị cái bệnh gút này, bệnh khớp rất là nặng, rồi gan nhiễm mỡ, rồi máu, à gan coi như là có cái triệu chứng là muốn xơ và mỡ nhiễm máu rất là cao luôn. Thì trong khi đấy ở cái đầu gối ấy lại gút nữa, thế là khi mà biết đến cái dòng sản phẩm này thì chủ yếu là lấy chủ đạo về cho khớp thôi. Thế nhưng mà ông ấy cũng nghe trên Zoom là người ta cũng nói là như thế, thì ông ấy cứ tự làm. Thế sau 3 tháng thì thấy ông ấy bảo bây giờ cái trĩ của tôi lại không không thấy bị da nữa. Thế bảo ô thế ông cũng bị cả trĩ à? Ông bảo ừ, nhưng mà tôi chả nói cho vợ con, bởi vì ông ấy nhiều bệnh thì ông cứ ở nhà thôi. Đấy, thế thì tôi cũng xin chia sẻ như thế để chú cứ niềm tin là trên hết, khi mà trải nghiệm sản phẩm thì nó mới biết được những cái kết quả của nó rất là tuyệt vời, thì hãy sử dụng cho mình thì là nó sẽ có kết quả. Đấy, chị nó còn nhanh hơn là tất cả mọi thứ bệnh. Vào đây lên vào Zoom nghe cái sản phẩm Vâng. đúng đủ đều, nó sẽ có kết quả nhanh chóng. Vâng, Kể ra được ai mà chữ đặc trị nguyên trị không thì chia sẻ tốt quá, nói vì đây là cái lần tôi phẩm trị vâng, tôi xin ra xin chào mời chị chú Liễu. Dung Hà Thủy, vâng xin chào ạ.
tất cả anh chị em ạ, cô chú trên Zoom. Thì để chợ để cái bệnh trĩ này thì tôi đã lấy cho một cái khách hàng, bạn ấy bán hàng ở chợ, thì bạn ấy ngồi suốt ngày và bạn ấy bị trĩ rất là nặng, bị bao nhiêu năm nay rồi, và cũng đã đi cắt 2 lần, một lần là lên bệnh viện Trung ương cắt và một lần cắt ở dưới tại bệnh viện Hải Phòng. Nội à tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Liễu tại thị trường Hải Phòng. Thì ban đầu tôi ra chợ thì tôi mua hàng của bạn ấy, thì bạn ấy nhăn nhó, bạn ấy kêu đau, thì tôi mới hỏi lần sau là cứ nhăn nhó thế, thì bạn ấy bảo là em bị trĩ mà em cắt 2 lần rồi chị ạ, mà bây giờ nó vẫn vẫn lại lại mọc ra mà ngồi nó rất là đau. Cái thời gian em đi cắt đấy thì em phải nghỉ mất 1 tháng chợ, chứ mà lúc gói gọn cho bác sĩ có nghĩa là từ lúc đấy là mất mấy chục triệu, có 50 triệu, và đồng thời là phải nghỉ chợ, không không đi chợ được nữa. Thì đợt này về thì lại thấy đau, thì tôi cũng nói là thế thì chị có cái sản phẩm này đấy, chị cũng mới biết đến thôi, thì em có ấy thì chị lấy hộ. Thế thì bạn có cũng hỏi là thế bao nhiêu tiền một liệu trình, thì tôi cũng hỏi là khoảng 2,6 triệu. Thì bạn bảo ôi 2,6 triệu rẻ thế, kể cả 10 triệu một liệu trình thì em cũng vẫn lấy, nếu như mà nó khỏi thì thế chị giúp em chị lấy. Thì tôi cũng lấy giúp bạn ấy 2 liệu trình và bây giờ bạn đã khỏi hoàn toàn đấy. Thì ban đầu thì tôi lấy là Novomin này và dầu ba san này, Step Book này và siêu vitamin, và trà trà N6 đấy đấy, lấy như vậy. Thế là bạn ấy dùng có mỗi 2 liệu trình thôi và bạn ấy đã khỏi hoàn toàn rồi, là rất là tuyệt vời. Và đấy là từ cái hôm giáp giáp Tết âm lịch đấy. Thì đến bây giờ thì bạn ấy bảo là bây giờ em thực sự với chị là cũng hơi khó khăn, nhưng là nếu mà có điều kiện thì em phải lấy thêm xương khớp nữa. Nhưng mà bạn ấy dùng cái liệu trình trĩ nhưng mà xương khớp cũng đã giảm được rất là nhiều. Bạn ấy bảo là đến mùa đông em xem là xương khớp của em nó có đau nữa không, nếu mà nó đau lại thì em lại lấy thêm, còn nếu nó không đau nữa thì em còn dành tiền còn về làm nhà với phần nợ. Đấy là cái lời tâm sự của bạn ấy. Thì bạn dùng mỗi 2 liệu trình thôi, bạn ấy vừa uống và lấy cái dầu ba sa lên bôi bôi hàng ngày, thì nó bạn bảo bây giờ quá là tuyệt vời và đi chợ bây giờ là đều đặn rồi. Đấy là cái kết quả thực tế là tôi đã lấy do sản phẩm cho cái người ở gần nhà tôi. Vâng, xin cảm ơn chủ Dung đã cho tôi chia sẻ, cảm ơn tất cả anh chị em đã lắng nghe. Liễu cho hỏi một cái một tí. Nguyễn Liễu có thể chia sẻ lại cái sản phẩm vừa giờ Nguyễn Liễu nói được không ạ? Để tôi ghi lại. Vâng, cái siêu vitamin 1,265 triệu đấy ạ. Siêu vitamin này. Vâng ạ. Tiếp ạ. Và một cái step book, cái giãn tĩnh mạch đấy ạ. Cái bút Vâng. Limfusan Nicosan 286. Vâng. Nicosan á. 286, vâng. Nicosan 286. Tiếp ạ. Novomin ạ. Rồi tiếp ạ. Vâng, và cái trà N6 đấy ạ. Trà N6. Tiếp ạ. Vâng, đấy là cái lúc mà em lấy cho cái khách hàng đấy, là em lấy sản phẩm Novomin là lấy tăng lên ạ, uống uống tăng lên Vâng. một ngày là 10 viên, mỗi bữa 5 viên nhé. Vâng. Vâng, xin cảm ơn thủ lĩnh Nguyên Liệu ạ. Vâng. Tôi ạ, tôi xin có câu hỏi ạ. Vâng, cảm ơn chị Liễu rất là nhiều, cảm ơn cái câu hỏi về vấn đề trĩ của chị.